Máy được rồi. Ừ. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải nè mọi. Và lần này thì tiếp tục bem bắt 519 anh em. Bắt 519 thì Khải sẽ bem vài cái boss dương lịch và mấy cái boss lệnh bài, boss mặt sầu nè. Đó, với lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 boss đại. Không biết là có đủ thức đánh không đây anh em ơi. Tầm này 2 giờ sáng rồi mà. 11 boss đại nữa nè. Đánh tầm này đánh nhanh lẹ luôn anh em ơi. À, anh em cùng chờ đợi trong giây lát rồi gần chết sẽ khai sẽ bố rồi anh em xem nha. Rồi con thầy chết này, hiện tại con đường môn em đánh không được là mid này. Là đứng dưới đây, thế giới này. Thiết là hán. Vãi chướng thiết là hán. Ô sợ ơi, luôn xem chết. Ô xanh. Ô máu anh ơi. À luôn xem chết. Gà sống cho gái rồi mà giờ chưa rồi, chưa okay. Đi ngủ luôn. Rồi đứng dưới đây. Thiệt là hang từ á. Rồi đánh được rồi, đánh được rồi. Ok đánh được rồi. Đường môn đánh được thì năm đồng mới bù được. Thôi đường môn đánh không được. Từ á. Kéo ra đằng xíu à. Ngừng đánh cho nó đi, ngừng đánh nó đi. Ngừng đánh nó để em kéo nó xuống đây. Rồi để em kéo con kim xuống đằng xíu. Ngừng đánh đi, ngừng đánh đi. Đánh đi. Ngừng đánh, ngừng đánh. Rồi nó ra rồi đó, ra rồi đó. Rồi nó ra rồi đó. Rồi, đánh được năm đồng lên buồn á. Đúng rồi. Đó ok rồi đó, đứng đó được á. Lên buồn á. Xong rồi bố đồ. Ok, vụ nó ra. Rồi nó dính rồi, rồi bộ ok bộ được rồi. Ok. Rồi, cho nó bộ xong rồi. Rồi quấn đây, bộ được quá. Quấn đây. Bộ được cái giá đánh thôi. Khi nào có bộ nào là đánh thôi. Đó. Trời con kim có con kim này có thì ngồi lưu tinh nó phụ đánh nó khỏi chơi luôn này. Rồi, bỏ đồ. Khui. Cái phun mình mắng nào. Được cái gì đây? Kháng hỏa 15 shop. Chốn 30 shop. Ủa sao, sao, ủa sao lực, 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 chăm 4 máy luôn rồi nè. 20. Có 25. Ủa trời, 21, 30 cũng được đấy. Trời ơi, đón 30, má cái này 40 đẹp nha. 40 dài luôn rồi nè. 40 đẹp luôn. Trời, 30. Chốn 30 shop. Trời. Shop. À, được 2 cái chăng đợi. Được cái mì phong sao. Lê bao thiết là hát hay lê bao gì đó. Thiết là hát. Rồi tiếp tục lên nhận đồ. Được đồ cái đại lượng này chón 40 đẹp luôn. Mình đang cầm một món chón 40 đẹp đẹp. Tí mình chưa có món nào. Lực này cho anh em trong bang. Rồi lên. Mùa mấy mùa. Anh em ai ai có mùa... có gì lên góp phụ anh em. Lên phụ đam mà được, lên phụ đam được hết á. Rồi tiếp theo kim chết này. Giờ lên này. Ngừng đam, ngừng đam, ok. Đúng không ai lên phụ đam đi nhanh. Rồi ok, ba người này được rồi. Có người phụ đam, bốn người phụ đam. Lâm tiên. Đứng im lâm mà đừng đánh em ơi, nó không chết rồi. 10 đồng đô em ơi, 10 đồng đô em ơi. Rồi kiếm cuốn của Long Tịnh này nọ nó bù lỗ rồi, bữa đánh con này không có gì luôn nè. Không có Long Tịnh luôn nè. Ủa sao đánh con này lại là không không có cá nhân ta, hôm trước đánh có cá nhân dưới ban hội mà. What the hell. Nãy giờ đánh một chết một con này không có cá nhân nè. Ngọc Bội Thủy một kim bán không khải kìa. À Bội Thủy một kim à, hôm nay hỏi Hải thôi. Của Hải mà. Ngọc Bội Thủy nó Ngọc Bội nào không? Có bán không? Bán cho mỏng luôn đây. Bội Thủy mà kháng hỏa hay làm sinh lực nội lực 120 á. Không có nó, có sinh khí không có chó á. Ừ không có sinh khí mà chó á. Kháng hỏa trong 1 á. Bán luôn. Chưa qua giao dịch. Ok. Ở đâu giao dịch này. Bán đi bù lại trong hỏa được như bù lại cái đó không hay sao. Ok. Chết kìa. Lan Thị Tinh. Được. Chưa qua tự nhiên bắt đi. Để mà em rang alo nó. Ôi trời sao đai lưng nhiều dữ. Không có vũ khí. Ôi trời không có cái vũ khí luôn. Thì tên kìa. Thì tên này thế rồi đấy. Đại đi, đại đi. Rồi tiếp theo. Giờ bỏ đồ nghe thả tiếp mình hai con nữa mày. Đợi chút. Rồi thả hai con nữa. Rồi được, Khải lên thả hai con nữa, bỏ đồ cho em xem nha. Đây, em ra
làm cho hai con. Để mình chọn thứ yên nó đam sẵn. Cái gì giống cái kiếp vậy trời? Mấy cái kìa mà. Rồi thả xong nằm một đống luôn. Rồi không sao, cứ thả nằm một đống luôn, ok rồi. Đây là nằm một đống luôn. Rồi đam lên đây, đam lên đây. Rồi, bói đồ. Ê, nó mất áo rồi. Mọc cái hệ thổ. Đó kìa, đó chắc còn xa đó, đó, đó đâu. Lên bút bộ Khải. Từ từ, từ, đang bói đồ. Giày kim, hãy làm ô sinh lực lượng ngon hả chứ. Sinh lực ngon là kim. Ui, đại kim ngon, sinh lực lượng 130, 112 ngon. Ui, trộn số. Trộn giày kim số. Làm ăn nam. Ôi, bà tay kim ngon, làm ăn nam kìa. Làm ăn nam này ơi. Ủa sao thì ông Hải không vô được đăng nhập rồi nè. Hải ơi, tôi lên bùa quýnh lẹ cái lực kim như quần không. Từ quá đồ à, lên nè. Đó. Ồ, lực bắt tay kim xin lực lực nè. Trời ơi, chuẩn năm hình cái băng rồng luôn. Thấy đẹp luôn nè. À, lấy bùa bùa nè. Là băng nam giao dịch rồng lợn không đây. Rồng lợn gì đó. Ồ, nó quýnh nằm độc, nằm đóng không. Từ cho nằm độc lên bùa nè. Anh đọc anh nào anh Long Phù gì cho lên lại không được á? Thôi để em chạy lên. Mới chết con này đi, trả gì đi, trả cái gì mới. Luôn nè. Cuối 22. Rồi ráp. Ráp 30. Ô đã lưng khăn băng 25. Được xin lượng lực. Rồi ráp. Một tay ráp luôn. Trời. Hình như anh Tùng mới có 23 đúng không? Của anh Tùng hình như 23 đúng không? 23 25 anh Tùng đang cần luôn đó. Anh Tùng mới anh ra Tùng cái 25 luôn đó, mới ra được mà, mới sang ra luôn mà. 23 chứ đâu, 25 đâu. 23. 23. Này 23 thôi. Nhưng mà 23 nhưng mà có thời gian chống độc cũng này không có. Này không có. Rồi. Anh Tùng hồi sớm anh cũng muốn mượn cái đai của ông Nam nè. Là đai gì? Ừ. Đai gì? 25. À ok, để anh Tùng luôn. Rồi đánh buồn. Đai anh là 25 nhưng mà có phục phục sinh lực. Ui ui ui. Cui, 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 đó, lên bùa ngay. Gặp lên đây. Lên bùa liền rồi, vô bùa liền với đâu được rẹt. À, vô dịch luôn nè, vô dịch luôn nè. Mà kêu dịch lên. Đây, 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 đây. Rồi. Rồi, rồi, quýnh xong rồi, quýnh nhanh xong rồi. Nè, đánh nhanh gốm không? Thứ Yên hả? À? Thứ Yên không có mana nè. Đánh kiểu đó Thứ Yên nó đứng nhìn nè, cũng vậy. Má nằm đóng về viên thị tinh. Đó, vô bộ đang rẹt nè. À, tiếp tục 4 con nữa nè mày. Má, hai con hệ mộc này nghi nhất ra tốc độ luôn quá. Hay là giải truyền, hay nhận may mắn đây. Ừ. Nhận may mắn đó, lòng cho con đủ bộ. Quá, nhận may mắn 10 cái này chùm sực vơ luôn. Chín được rồi. Bút đà đồ ngon hơn đúng rồi, bút đà đồ còn ngon. Má tụi này đánh đến 2:30 3 giờ là muốn ngủ rồi. Cưa đi, lên cưa đi, lên cưa đi. Rồi, ok. Lên cưa ngay. Máu à. Cưa. Ôi, ôi, đừng, đừng, đừng. Tí mặt sau. Tí mặt sau hàng hot, hàng mới nè em ơi. Bí tịch, bí tịch, bí tịch nè em ơi. Vô tờ lấy may mắn, vô tờ lấy may mắn. Vô tờ. Này hai con của Long mà ra hai cái túi bí tịch thôi được. Nhưng mà tao đâu mày coi kiếm rồi nè. Ra được cái kiếm tóc độc thằng lôi mốt á đầu đầu nha. À, cái này mà đọc 45 cũng đỡ đây, đọc 45 nghe mươi cầm chém cũng ngon á. 45 cao cao tí chém cho nó đang ấy này thấp quá. 30 40 cũng được rồi, cần gì 45 bằng 40 rồi làm anh không làm ăn được gì. Ông Lâm thì đưa đây anh kim mà muốn đổi qua thiên đao thì đây chị để đổi qua đây đao kháng đao cho 10 kim mà 10 kim mà. Long có chờ cái cơ hội làm ăn hay không? Ừ, anh không. Bạn nhiều thứ ba là thắng. Rồi lần bùa ngay nữa hết bùa. Bùa bùa bùa. Hai con này có lông nè.
không xong hai con này thì tiếp tục hai con của Khải. Anh Tùng anh nói sao vỗ đen của Long chưa mất kêu xong mà nổ vòng nhỏ xíu. Tại anh thấy người ta trong đôi tóc kim nhiều vòng nổ quá. Cái dầu vỗ đen thì mất kêu nhỏ nữa. Trong tóc kim nhiều thằng vỗ đen xíu quá mà. Anh em nên nhớ là dòng vỗ đen này mà dòng càng bự mà dính á là càng đam càng to nha nè. Cái dòng đam to hơn là cái dòng ở trong nha. Long ơi quay, quay em thiên với ạc rồi Long. Càng nào? Tên gì, tên gì? Xét. Bức bộ đánh khá là nhanh luôn. Rồi. Đủ 40 quả tiềm năng trên đây. À Long. À thằng Mao Tiến này thực sự nó. Nó chơi mà nó chẳng biết ăn uống gì chơi. Biết chơi thôi. À 20 tấm kim. Tính ngày hôm nay là 21 quả. À, tấm kim chưa ăn. Có chắc cũng mua lại hay gì mà. 20 thì đó hoặc top vỏ đang kim nục tôm đó, đánh ngày nào cho tốt. 20 nó có đánh tôm kim đâu. 20 quả 20 quả giật ải. Thì ít nhất cũng phải nhìn nữa, tôm kim không ăn chẳng đấy, tôm kim mình đáng ăn. Đúng rồi, cái quả đang cũng kim nục tôm mà chưa bán mà. Ừ. Đúng không? Anh em nghĩ coi, 20 quả tôm kim mà nó tôm kim kinh nghiệm nó thắng thua nó không ăn. Chắc phải 20 quả kinh nghiệm đang nó ăn. Hàng chơi sao 4 lần kim á. Chơi vậy sao nhiều lắm ấy chứ không phải nữa đâu. 4 lần kim. Còn thêm vượt ải nữa kìa. Chưa tôi mua mới bắt. Chưa tôi mua vượt ải toàn 4 kim thu không. Ông tính đi 20 cục là nhiêu 6 kim rồi mà. Tôi cũng mua điều đó cho nhiều lúc mà đợt đưa top lần đầu đó. Đúng rồi. 3 kim. Đợt tôi mua 20 cục mà mỗi cục là 400 xu. Rồi mua cái thứ gì được mua. 3 kim 20 thắng thua nó cho 100 xu cục đi. Hết 2 kim mới là 5 kim, 20 cục kia nữa cho là kim thì 6 kim, 20 quả không độ là nhiêu nữa. Rồi, để gần chết bó cho anh em xem nha. Có biết tật thiên bang hả? À? Ok, nút hết. Tính ra tôi lên bút lý mặt xào bị ngon ấy chứ. Ngon chứ. Rồi. Hôm qua anh Tùng kêu là không la chi hết. Rồi. Rồi. Biết tật thiên bang là gì đây cho anh em xem. Đang đụng ngon mà anh em cũng đọc lên bút buồn. Đó, cho anh đọc lên bút buồn ra. Để lên làm giao dịch cái biết tật cho anh em xem. Thích auto à, ok. Má định gì à, cắn miếng bánh hay chứ mà chưa kịp cắn miếng bánh chụp mãi rồi. Đây. Hai con đi của Long hay là của anh Tùng đây? Của Long. Chúc mừng Long nha. Con Long. Cái miếng bánh này cho con cái yên đam. Đây, một điểm kỹ năng à, thiên bang. Thiên bang thì à. Thiên bang ai đâu xài một phái khác được. Thiên bang có ai ở bằng tao kìa. Cần bí kịch là bí tịch thiên bang. Vô tơ lao vào vô tơ cắn may mắn lấy trời. Vô tơ đâm ra cái con vô nào chưa kịp cắn may mắn nữa, đâm ra nó toàn đồ trắng không. Vô tơ cái giờ vậy nó ra bí tịch đường môn rồi phái khác có toàn tiền chứ thiên bang nó đen thôi. Ừ nó thiên bang chịu rồi. Thôi ra vô đây mà hôm qua tôi hỏi là nó mua có hai nó thu có 200 xu à. Đó đang chịu bây giờ nè mới chụp thiên bang nè. Về để cho lên bùa á. Em được bùa lên. Bùa lên đó. Rồi cứ đam này. Muốn bán này nó trâu nè em ơi. Ít hôm nó đánh mấy lần bài đặc biệt ở quên ít hôm nó đánh mấy con lần bài này nó mới canh nữa này bút đại nữa này bút đại nó mới canh nữa này đánh lâu nữa đánh nó mới lâu nữa. Ui, tính ra nó như mà tính ra mà đánh bút đại đánh cái bút lý mặt sầu thì ngon hơn Khải ơi vì nó ra cái bí tích của các môn phái á chịu á bút đại nó cũng ra mấy cái đồ nhiều lắm này ra nó cũng in thua. Chúng phải cứ thử chưa nhiều. Đánh mà đánh mới biết được bất đại sao mà thiên bang giờ bán nhiều. Thiên bang tiềm năng nói chung là anh Long giỡn nó miễn sao thiên bang nếu mà server có người chơi thiên bang thì giá nó cũng gần gần cũng vào lắm một tịch chứ ít đâu anh 3-4 kim chứ
Nếu thì thực sự có người chơi thì ban nha. Có người chơi. Phải có người chơi, thực sự xem bài này có người chơi thì được. Có người chơi nhưng mà ít người chơi. Thằng nào thằng nào mà nó full cho lắm một tận rào này thì nó sẽ đẩy đến cái vấn đề này. Mấy đó. Mấy cái thằng đi đánh đại hội anh hùng nó cần cái gì chứ. Đúng rồi, thiếu cha gì cũng cần. Đại hội anh hùng toàn thiên bang của anh Long thực sự ngon lắm á, biết đâu. Mũi đốt inox hồi cái này. Rồi, lần tiên, hợp mộng. Ồ, hết bùa rồi. Bùa đang chậm rì, tôi lưu bùa lên rồi. Mang cái bùa này, hai bà phúc hết bùa liền này, nhanh cơ. Vô bùa mấy ông chạy dèo liền, không có bùa đánh thấy chậm rì. Thôi, đâu, nhiệt độ. Tinh hồng báo thật, tỉnh mập, đâu phải con nào cũng ra với tịch đâu. Đâu con nào cũng ra là hên xui mà. Vậy hên xui. Hên xui đồ. Rồi. Ui. Rồi, xui. Đã được gì anh em ơi? Mấy bot này đánh hơi chậm. Thằng lôi 5. Phụ em hai con nữa đi ngủ luôn. Ôi, thằng lôi 28, dày à. Có tóc. Rồi, rắc luôn. Rồi, hai con đi ngủ đây mày, vài con tiếp. Hai con nữa, một cái bát gì mà đánh từ anh không hết quá, hết bớt luôn. Hai con nữa nè, 300 vạn. Ok man. Thằng này em sẽ lên thả con đường môn luôn. Thả xong em phụ. Thôi là nằm một đống. Rất có đó anh luôn anh em ơi. Ha. Cũng gì tầm này nữa. Cũng tầm này nữa. Ai đó. C1. Hero Demon quá. Ra mà đứt cái này là đưa buôn hả? Đúng rồi. Đưa Demon vậy hả em? Ờ Hero Demon. Mấy anh cũng đến giờ mà em cũng lên tiếng thôi. Chạy thấy em. Ôi thôi xong. Má này một đống. Ôi có tiền lắm. Lưu đâu tiền. Đừng chạy tung ra dưới. Đừng chạy tung ra dưới anh. Vậy mà kêu phù. Má. Phù. Phù mà phù cũng được. Nó chạy phù cũng kịp luôn nè. Chết cũ luôn. Lên giờ kiếm nó quạt cho mấy quạt. Chết luôn. Quạt cho một quạt này một đống. Nói chứ. Rồi đã góp. Ok anh em tiếp tục em ơi. Hai con tiếp theo. Đừng muốn đánh được một đối tượng à. Giờ đang được hai. Thiên nhắn được hai. Thứ gì cũng được hai. Thôi cho thầy thủ chết trước rồi. Đừng ăn uống anh Long nữa. Không ăn uống. Tôi khổ lắm anh em. Khổ quá. Anh Long giao dịch luôn nè em ơi. Cái cuốn bí tịch thiên bang này em nghĩ chứ có người mua ấy. Mấy thằng mà đánh tăng chủng môn này nọ nó mua ấy. Giao dịch. Một cuốn với một la hán. Dịch này. Này được em. Bố tịch nó ngon hơn với tụi anh nha. À cá nhân nữa, giao dịch thí dụng là cá nhân rồi, 200 cá nhân, 400 cá nhân nữa. Giao dịch. 400 cá nhân là hai con 200 cái. 400 cá nhân, giao dịch. Vậy đây con lấy mặt sao thì ngon hơn con bot Noel nhé, bot Noel chi đa quá. Rồi. Nhưng mà nghe biết kiếp này cũng hên xui nên nhiều khi anh em ăn ra đánh cái này cũng ngon, cái máy em ngon. Ngon hơn cái con Noel nha Long. Con Noel đâu có lao kiếp đâu. Nhiều khi biết đâu chừng anh em ra bí kiếp có tiền sao nè. Giờ mà giờ tụi nó thu mua có mấy trăm xu à. Chịu khó đánh hay hơn. Chịu khó đánh hơn. Mình có đồ mà mình ngại gì cũng đánh. Ý là nó đang thu mua rẻ lắm. Cái này biết sao không phải. Cái này mai đánh sớm á. Anh em ban đứng góc này trưởng vô cái xong liền. Trưởng xong luyện nhanh lắm. Này đánh lâu này, quá chứ. Này bút bùa cái này chữ tại mình thầy nhận thấy đam nãy giờ vẫn có 3 người mà đam cái này. Đã tầm 20 anh em đánh nhanh lắm. Hồi xưa như bên kia Huy có nhớ em bên kiểu xe đó. Tụi em thả mấy con tiểu này thả ra nó quýnh đồ nó nhạt luôn. Gần chi xem anh Tùng nó. Vô khu vực bang đó quýnh nốt nhạt luôn tầm chục người. Rồi. Tối nào cũng tả bó tiểu này đánh nhanh lắm. Chục xe mà. Ừ, như lại bên kiểu xe nữa đầy đủ hiệu ứng. Anh thấy là một thêm anh Tùng nữa là cứa rồi nát. Cứ bớt tiếu này hồi đó anh em mình đánh được rẹt đúng không? Bớt đại thì hơi lâu, bớt đại đánh 5-10 phút nhưng còn cũng bớt đầy thả ra các là anh em vứt chưa đầy nốt nhạc xong hết rồi. Ok. Phí tóc là lực chưa? Xem anh Tùng cứ nữa là xong rồi. Nãy giờ nếu mình có anh Tùng mình cũng xong nãy lâu. Anh Tùng lo đi khò rồi, đi ngái rồi.
cứ không đổi đâu. Anh em đang xem lần bài bắt 59 này thì đừng quên để lại khám lại một hồi chơi anh em ơi. Này thì Khải đánh mấy con boss lý mật sầu nè, mà nó thực sự là đồ đạc thì mình trải nghiệm thì nó cũng ok đó nè. Đánh thì nó hơi chậm một tí nhưng mà thực sự nó cũng ok đó. Lần này mới cánh full đường bánh rồi mà nãy giờ chưa có đồ nào cả nè mày. Được một cái bí tịch thiên bang, cái tịch đó thì giống như một cuốn vào lắm một tịch nào đại vậy nè, đại vào lắm một tịch vậy đó. Hết bùa mà phù giờ lên bùa đó nè. Chung là xe bên này là không kéo xe được, ở trên này không kéo xe được, ở môn phái nè chỉ được một ạc thôi, nó là không có kéo xe được nhiều, nó là chỉ phù lên phù xuống, phù lên phù xuống, đem đọc bùa xong rồi đương đam lên, cũng đam xong rồi thấy hết bùa thì đương cũng bùa lên nè. Đó. Rồi cái phù gì cho đó bùa xong giờ đâu lên đam đó. Ok, chứng lê gần xong rồi, cái này gần xong giờ. Có muốn thầy hỏi kìa, phần thủ vật lý kìa là Khải ơi. Phần thủ vật lý con đó đó. Full mánh rồi mà, lo gì nữa. Đây anh em, nãy giờ chưa xong anh em xem nhớ, ạc này may mắn mới nhận được ngập bội 25 nữa này, đó. Nhận 25 là 50, giá dùng 7 là 57, nhận 5 là 62, cộng với mặt nạ 5 nữa là 67 may mắn. Full mánh các kiểu luôn. Ôi, còn thí em hết, thử lực, hết bên này, hết bên này. Cái nhà thố tao đi buồn ngủ à, buồn ngủ thiệt chứ mai mà thì trưa thì dậy không nổi đi hoạt động là hiểu rồi, mới 3 giờ là không hiểu giờ coi đá banh nữa khoảng tới 5 giờ 6 giờ chứ kiểu gì anh phải coi đúng không, kiểu gì anh phải coi. Chỗ này không đánh là cũng ngồi không chỗ. Ok, đồng được 200 băng hội. Rồi, khui. Đăng bên, sốt. Ui, sổ cái áo không có hồi. Phục hồi tao. Ngon nha. Phục hồi nè. Lại 25-20 nữa, 25 đủ nhiều vậy. Ngon là cái này cái nón. Bỏ đi. 3. Dây, 10, bỏ. Áo sốt luôn. Sốt này mày. Phòng thủ rồi, toàn shop với shop. Thôi, giờ cái phòng thủ lấy cái kia kìa. Bằng nhược này, cho bằng nhược shop đi. À, làm rương mà, làm bùa ngay, làm rương mà nào tiếp. Hỏi còn chết luôn đúng không? Ờ, nó còn chết này. Rồi, làm tiền. Ở sống này nó ra nhược đồ này mà. Ok Ngọc Nguyễn ơi, cảm ơn người anh em nha. Anh em đang xem đừng quên cái gì lên bắt lại trên kênh like cái gì. Anh em ủng hộ một view cho anh em. Những video này sẽ úp ngược lại trên kênh em xem sơ qua vui nha. Xem rồi thì lên cho một like ủng hộ cho anh em. Chết rồi. Mua máu nữa. Rồi. Hôm nay lên nhặt đồ thôi anh em ơi, full rồi. Thêm nhé. Thêm người anh em. Rồi không có biết tịch luôn. Đầu của mình là lông, mình là lông dì bờ rồi anh em ơi. Không biết tịch luôn. Mình là lông dì bờ. Chùa cũng chùa lắm đấy. Biết tịch chim vương mới nhục chứ. Ừ, tịch thiên bang nhục sĩ. Đó, này không có lý kìa. Nhục sĩ với tịch thiên bang. Rồi khui. Rồi ngủ đi anh em ơi. Em làm việc á. Rồi ok. Đây, cho anh em xem thử bó được gì đây. 8 con, chưa được 4 nào nè. 520. Số. Trời, 520. Làm 120 nữa. Số. Làm 140 được qua tay, ngon. Được qua tay cho một ngon. Làm 120 nữa. Đâu. Làm 120 nữa. Phòng thủ lấy 9 đô. Đô. Thủ lấy 9 trong 2. Đô. Tới 540 nè, ổng 1, phải chưa? Xin lực lực ngon ấy nhá. Ngon. Được một cái tay. Xin lực ngon ấy nè.
Ơi bắt đại mai đánh em ơi, bắt đại mai đánh tiếp em ơi. Ở cái bắt 59 này chắc là ngừng được em ạ. Hơn 40 phút rồi mà đánh khá là mệt em ơi. Và ok, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho Khải một like và đăng ký kênh ủng hộ chơi em ơi. Và lần này thì chỉ được một số đồ như thế này thôi em ơi. Một cái kiếm tóc 20, độc sát khăn lôi. Bao tay khăn lôi 25. Và bao tay thủ lĩnh 10 phòng lũ 9 điểm. Bao tay 140 và đánh lưng không bằng 25 sức lực lực. Đó. Rồi còn lại 6 bao là thiết là hán. 400 mấy trăm cá nhân, 400 cá nhân nè, 400 cá nhân. Rồi con này top 3. Rồi. Gia bảo mất lắc này không xài bỏ đi. Rồi. À, bây giờ ọp ngủ nè em ơi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ Khải nha em ơi. Và Khải sẽ cố gắng lên những cái bát 60, 61, 62 tiếp tục cho anh em xem nha. Đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ chơi nha em. Và đây còn những lệnh bài bốt đại nè em ơi. Và sẽ tiếp tục ra video tiếp tục anh em xem nha. Đó. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, bye bye. Chúc anh em ngủ ngon nha. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ, bye bye. Ngủ luôn em ơi.